Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ những bữa cơm cho bà con khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, phường Nam Dương, quận Hải Châu đã tổ chức phiên chợ nghĩa tình Nam Dương. Người dân có thể đến mua sắm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm miễn phí. Phiên chợ nghĩa tình Nam Dương được mở vào lúc 14 giờ tại sân Ủy ban Nhân dân phường Nam Dương. Có 5 gian hàng gồm gia vị, thực phẩm, tiêu dùng, tươi sống và rau củ quả. Đầy ắp các mặt hàng là dầu ăn, trứng gà, mì tôm, sữa. Theo đó, phường đã chọn lọc ra những hộ khó khăn nhất, phát phiếu nhận quà mua sắm tại phiên chợ. Có 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn được đến nhận những suất quà này, mỗi suất trị giá 250.000 đồng. Tổng kinh phí thực hiện là gần 70 triệu đồng. Thời gian vừa qua, bên cạnh công tác phòng chống dịch của địa bàn phường Nam Dương, thì phường Nam Dương cũng nhận thấy là người dân do cái thời gian giãn cách quá dài nên cũng có khó khăn trong cuộc sống. Xuất phát từ cái việc đó thì phường đã vận động các mạnh thường quân. Trong thời gian vừa qua thì hai cái đợt dịch thì phường đã vận động được hơn 200 triệu tiền mặt cùng với hơn 50 triệu tiền hàng hóa để chuyển đến người dân trong thời gian vừa qua. Thì hôm nay thì phường đã vận động được hai đơn vị tài trợ và phường đã tổ chức cái phiên chợ hôm nay. Mua sắm nhưng vẫn đảm bảo giãn cách xã hội, mỗi người đến nhận quà theo giờ đã in sẵn trên phiếu nhận quà. Trước khi vào đều rửa tay sát khuẩn, phường cũng đã xếp sẵn ghế, khoảng cách an toàn tối thiểu để người dân đến ngồi, chờ lượt vào. Người dân cũng tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Những cán bộ tại phường đều chu đáo tận tình hướng dẫn cho bà con nhận hàng. Anh chị rất vui khi phường, khi thành phố đã ủng hộ cho gia đình chị vượt qua những khó khăn, những bữa ăn rau thịt rồi đó. Chị rất là cảm ơn. Mình cảm thấy rất vui nhà nước hỗ trợ đúng lúc, đúng đối tượng. Rồi mình thấy cũng vui mừng, nó vượt qua cái sự khó khăn. Xin cảm ơn tổ chức của nhà nước. Nhằm bảo vệ môi trường, phường đã sử dụng những bao bì thân thiện môi trường để đựng hàng hóa cho người dân mang về. Lãnh đạo phường Nam Dương cũng cho biết trong thời gian tới, phường sẽ tiếp tục vận động các mạnh thường quân hỗ trợ để tổ chức nhiều hơn nữa những phiên chợ nghĩa tình như thế này, phần nào san sẻ với bà con khó khăn vượt qua mùa dịch, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn.